Sư chào tất cả mọi người nha. Sư chúc mọi người luôn vui vẻ. Sư mới chia sẻ cho mọi người ấy là có những người thì có những cái câu hỏi rất là gọi là rất là rõm rỉnh, rồi nhiều khi cũng cứ cho như là có những cái câu hỏi rất là ngây thơ đi. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người ấy là có những người nói là sư ơi, sao sư phát cái Facebook cái kiểu gì ấy mà một ngày thì có thể là lúc thì béo mà lúc thì gầy đó, thì có thể là sư chia sẻ cho mọi người được không? Rồi khi thì đôi mắt của sư rất là đen, rồi khi thì đôi mắt lại không đen. Đại ý là như vậy. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là sư phát cái thì tất nhiên nghĩa là có hai cái điện thoại, đúng không mọi người? Có hai cái điện thoại thì sư mới nói cho mọi người là có thể là người ta đặt ở cái chế độ của máy, người ta đặt ví dụ như là có một cái thì là sư phát thì béo, nom thì béo, nhưng mà có một cái điện thoại phát thì nom thì gầy. Thì thực sự ra ở ngoài đời thì sư chia sẻ là sư hơi gầy, nhưng mà sư cũng không thích béo, thực là sư cũng không thích béo thì sư cũng hơi gầy. Thì sư cao 1m64, có cái thời gian mập ấy thì được 53,5 kg rồi là 54 kg, nhưng mà cái thời gian này thì nó hơi ốm một chút thì là được 50 kg, đúng không mọi người? 50 kg. Thì người ta nói nếu như mà nữ giới thì có thể là làm người mẫu được, đúng không mọi người? Nếu mà nữ giới thì làm người mẫu được đấy. Eo cũng nhỏ nhắn đấy, nhưng mà nếu là nam giới thì người ta nói là nó còm quá, nó không đủ cái sức sống. Ngoài đời người ta nhìn người ta không thích đâu. Thì thôi thì sư chia sẻ cho mọi người là đối với một thầy chùa ấy thì người ta không thích càng tốt, đúng không mọi người? Thì sư chia sẻ cho mọi người nhá, cho một tí chút cho nó vui. Còn đến cái người ta, mọi người mới hỏi là sư ơi, sao hôm thì đôi mắt đen, hôm thì đôi mắt lại không đen, thì có thể là sư chia sẻ cho mọi người được không? Thì sư chia sẻ cho mọi người là nói về đôi mắt đen hay là đôi mắt không đen ấy, thì có thể nó do cái ánh sáng của từng lúc đó, nó do cái ánh sáng của từng lúc, hoặc là từng cái hôm mình điều chỉnh cái ánh sáng đó. Sư ví dụ như bây giờ sư nghiêng sang bên này thì cái đôi lông mày thì đen, đúng không mọi người? Cái đôi lông mày đen, nhưng mà có thể mà sư nghiêng sang đây chẳng hạn thì là nghiêng như thế này thì cái lông mày nó không được đen nhiều, đúng không mọi người? Đó, nó không được đen nhiều đó. Rồi còn đâu, sư chia sẻ cho mọi người là sư cũng đi hát từ những năm 2011, 2012, đúng không? Đi hát từ những năm đó. Thì có từ đầu năm tới giờ là sư nói là sư không đi hát, không đi biểu diễn những cái buổi đêm nữa thôi. Đêm là không đi nữa. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là dù sao thì sư cũng tức là cũng nói chung ấy là mình không phải là người diễn viên, nhưng mà mình cũng trang điểm rồi, mình cũng biết được, dù gì thì mình cũng biết được mà mình cũng hiểu được rất là nhiều, đúng không? Mình biết được mà mình hiểu rất là nhiều. Còn đâu nếu như mà một cái người nghệ sĩ hay là diễn viên ấy, thì tự nhiên ấy, người ta lên người ta chia sẻ cho mọi người thì chắc không bao giờ người ta chia sẻ, đúng không? Bao giờ người ta cũng còn phải
phải giữ những cái bí quyết thì dạy gì người ta chia sẻ đó. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là muốn cái đôi mắt nó đen chẳng hạn, thì khi mà mình gọi là mình dễ mắt đó, mà mình dễ mắt thì mình phải chịu nó đau một tí đấy. Tức là đầu tiên sư chia sẻ cho mọi người, đầu tiên là cái người nghệ sĩ người ta vẽ cho sư, sư đêm về nó đau nó cộm không thì chịu nổi, rồi nước mắt nó cứ chảy ra, thì lần sau là kinh là không dám như thế nữa. Thì người ta nói là thầy ơi phải như thế nó mới đẹp, phải vậy nó mới đẹp, thì cứ dần dần nó quen đi thôi. Thì lần sau đi hát thì là bắt đầu là thầy mới chịu là để cho người ta làm như thế. Thì đúng là dần dần thì nó cũng quen thật. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là chia sẻ ở đây thì chắc là những cái các bạn nữ thì có thể là cần hơn, chứ còn bạn nam thì cũng không cần, cũng không để ý, đúng không? Thì sư mới chia sẻ là sư mới làm thật để cho mọi người biết, mọi người biết được để mọi người xem, để mọi người nếu như ai mà trang điểm thì làm như thế thì nó sẽ đẹp hơn, cái đôi mắt nó sẽ long lanh mà nó có hồn đó. Thì sư mới sẽ làm thử để cho mọi người biết nhé. Khi mà dễ cái mắt ấy, dễ cái mắt thì mọi người sẽ phải chịu khó, mọi người lùa cái ngòi bút chì vào trong cái mắt à, nùa mãi vào bên trong à. Mọi người sẽ lùa cái ngòi bút chì vào mãi bên trong à, mí trên mí dưới đều nùa vào như thế mọi người nha. Đó, mọi người thấy nó khác nhé. Đến khi vẽ cái lông mày, vẽ cái lông mày thì có thể là mình thích vẽ cái lông mày nó hiền, hiền từ nó đẹp. Hiền từ nó đẹp thì có thể là mình vẽ theo cái kiểu lông mày như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn này. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cái lông mày hiền từ mà đẹp. Rồi lông mày người diễn viên mà họ đóng ông thầy Đường Tăng là trong phim Tây Du Ký đó, thì cái lông mày cũng hiền, cũng lông mày cũng hiền mà đẹp đó. À, lông mày cũng hiền mà đẹp đúng không mọi người? À, còn đâu nếu như mà có thể là mình muốn đóng những cái nhân vật mà nam tính mà nó sắc sảo hơn thì có thể là mình dễ cái lông mày nó hơi lưỡi mát lên một chút đúng không mọi người, hơi lưỡi mát lên một chút. À, sư cũng làm mẫu ví dụ như thế để cho mọi người biết được thôi đúng không mọi người. Đó, mọi người thấy nhé, một cái con mắt thì nó sẽ đen và nó sẽ long lanh hơn đúng không mọi người, nó long lanh hơn. Còn một con mắt bên kia thì nó rất là khờ dại đúng không mọi người. Đó, mọi người rõ rồi chứ. Tạm biệt tất cả mọi người nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ mọi người nha.